Bức xúc tên trộm giàn cảnh lấy cắp xe máy của nam sinh mốt đã lợi dụng sự nhiệt tình của nam sinh giả vờ hỏi đường để tạo cơ hội cho đồng bọn ra sức bẻ khóa và lấy cắp xe máy. Xem xong clip này, rất nhiều cư dân mạng tỏ ra rất bức xúc trước hành vi trộm cắp bất nhân của hai tên trộm. Để dụ nam sinh đi xa khuất tầm nhìn khỏi chiếc xe máy mục tiêu, một tên đi xe giống như xe con tay Exciter cố tình đi ngược chiều đến một đoạn cách xa rồi vừa gọi nam sinh hỏi đường. Nam sinh này nhiệt tình quay lại chỉ trỏ hướng đi cho tên cầm lái xe Exciter. Nhưng thật không ngờ đấy chỉ là kịch bản mà gã này tạo ra để cho đồng bọn có cơ hội tiếp cận chiếc xe máy của nam sinh. Trong lúc nam sinh viên khuất tầm nhìn, tên mặc áo xanh đã ra sức bẻ gãy khóa cổ xe và phóng đi. Lúc phát hiện ra thì nam sinh chỉ còn biết kêu lên mà không đuổi kịp được. Nhiều ý kiến cũng cho rằng, ở các khu vực phức tạp hay xảy ra trộm cắp, mọi người nên đề phòng cẩn thận. Cần cảnh giác với các chiêu trò gian dựng hỏi đường, va chạm để trộm xe máy. Khi phát hiện ra xe của mình bị lấy cắp thì cần hô rõ ràng là trộm, cướp để người dân xung quanh cùng biết tới giúp đỡ. Bức xúc tên trộm giàn cảnh lấy cắp xe máy của nam sinh mốt gã lợi dụng sự nhiệt tình của nam sinh giả vờ hỏi đường để tạo cơ hội cho đồng bọn ra sức bẻ khóa và lấy cắp xe máy. Xem xong clip này, rất nhiều cư dân mạng tỏ ra rất bức xúc trước hành vi trộm cắp bất nhân của hai tên trộm. Để dụ nam sinh đi xa khuất tầm nhìn khỏi chiếc xe máy mục tiêu, một tên đi xe giống như xe con tay Exciter cố tình đi ngược chiều đến một đoạn cách xa rồi vừa gọi nam sinh hỏi đường. Nam sinh này nhiệt tình quay lại.